Triệu Vy hẹn hò trai trẻ giữa lúc chồng đại gia sắp phá sản, bị soi 2 ngày không thay quần áo. Mới đây, truyền thông Hồng Kông đưa tin, công ty tài chính Minh Nặc đã đệ đơn kiện Huỳnh Hữu Long, chồng Triệu Vy lên tòa án Hồng Kông. Công ty này yêu cầu phía Huỳnh Hữu Long và Bàng Vũ Phong, người bảo lãnh khoản vay, phải trả gần 300 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 900 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi. Trong hồ sơ gửi tòa án, phía Minh Nặc cho biết, ông xã Triệu Vy đã ký 2 hợp đồng cho vay với doanh nghiệp này lần lượt vào tháng 8 và tháng 10 năm 2016. Cụ thể, bên này đã cho đại gia họ Huỳnh mượn 100 triệu đô la Hồng Kông, rồi 50 triệu đô la Hồng Kông với lãi suất hàng tháng 2% và Bàng Vũ Phong là người bảo lãnh khoản vay. Tuy nhiên, bên vay đã không thực hiện các khoản thanh toán đúng kỳ hạn, nhiều lần trì hoãn, thoái thác trách nhiệm, dẫn đến việc công ty Minh Nặc quyết định đệ đơn kiện. Tuy nhiên, giữa lúc Huỳnh Hữu Long bị đòi nợ ráo riết, cánh săn ảnh đã bắt gặp cảnh Triệu Vy đi cùng người đàn ông trẻ tuổi. Cả hai ăn mặc giản dị, bịt khẩu trang kín mít để tránh gây chú ý với người đi đường. Điều này càng khiến dân tình tin rằng Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy đã âm thầm ly hôn, nguyên nhân được cho là do khủng hoảng kinh tế. Đây không phải lần đầu tiên Huỳnh Hữu Long bị kiện đòi nợ vì không trả tiền đúng kỳ hạn. Hồi 2019, ông xã nữ diễn viên Hoàng Châu Cách Cách bị doanh nhân Hồng Kông Thái Nhất Phượng kiện vì quỵt nợ. Theo lời kể của nữ đại gia này, gia đình cô đã cho ông Huỳnh vay 370 triệu đô la Hồng Kông, nhưng nam doanh nhân chỉ trả được 150 triệu đô la Hồng Kông, sau đó mãi không chịu thanh toán số nợ còn lại. Khi chủ nợ nhờ pháp luật can thiệp, phía Huỳnh Hữu Long được cho là đã đe dọa Thái Nhất Phượng, yêu cầu cô rút đơn kiện. Khoảng 4 năm trở lại đây, vợ chồng Huỳnh Hữu Long Triệu Vy liên tục vướng kiện tụng vì nợ nần, làm ăn thua lỗ. Hồi năm 2017, cặp đôi từng bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải phạt vì dính bê bối gian lận thông tin, gây lũng đoạn thị trường chứng khoán trước đó. Không chỉ chịu số tiền nộp phạt đáng kể, doanh nhân họ Huỳnh và bà xã nổi tiếng bị cấm giữ các chức vụ quan trọng trong bất kỳ công ty niêm yết nào ở Trung Quốc trong vòng 5 năm. Không chỉ vậy, Triệu Vy cùng chồng phải đối diện với hàng loạt vụ kiện lớn nhỏ, gây tổn thất lớn về mặt danh tiếng lẫn tiền bạc. Một số cư dân mạng còn chỉ ra rằng, từ năm 2019, Triệu Vy và chồng không còn tương tác trên mạng xã hội hay xuất hiện cùng nhau. Tới tháng 7 năm 2020, Triệu Vy gây sốc khi xóa bỏ loạt hình ảnh liên quan tới Huỳnh Hữu Long trên trang cá nhân, khiến tin đồn ly hôn giữa hai vợ chồng cô lại bùng phát. Không chỉ vậy, gần đây nhất là vào gần cuối tháng 5, hành động của Huỳnh Hữu Long khi xóa ảnh của Triệu Vy trên trang cá nhân càng làm cư dân mạng tin vào việc họ đã chia tay. Kể từ khi xảy ra sự việc, Triệu Vy phải hứng chịu đủ loại chuyện buồn, vừa về tình cảm vừa về tài chính. Cũng chính vì quá mệt mỏi và lo lắng, nên thời gian gần đây, Triệu Vy không hề chú trọng đến việc ăn mặc mỗi khi xuất hiện. Các phương tiện truyền thông Hồng Kông thậm chí còn mô tả cô như một ma nữ. Mới đây, một số fan hâm mộ bắt gặp Triệu Vy dùng bữa tại một nhà hàng với Đậu Tĩnh Đồng, con gái Vương Phi và một nhóm người. Theo quan sát, nữ diễn viên Hoàng Châu Cách Cách mặc áo tông tím, bện tóc hai bên. Mặc dù tết tóc để hắt tuổi, nhưng Triệu Vy vẫn để lộ gương mặt phờ phạc và làn da kém săn chắc. Có lẽ do mệt mỏi nên nàng tiểu yến tử trông mới xuống sắc như vậy. Ngoài bị soi diện mạo, Triệu Vy còn bị phát hiện mặc đồ tới 2 ngày mà chưa chịu thay. Một ngày trước đó khi ở sân bay, cô đã sử dụng trang phục trên. Trong khi con gái Vương Phi đã thay quần áo, thì Triệu Vy vẫn giữ nguyên đồ mà cô mặc trước đó. Không hiểu do tình cờ gặp gỡ hay Triệu Vy và Đậu Tĩnh Đồng đang có dự án hợp tác cùng nhau. Triệu Vy vốn thân thiết với Vương Phi nên chuyện giúp đỡ, hỗ trợ cho Đậu Tĩnh Đồng trên con đường phát triển sự nghiệp cũng là điều dễ hiểu.